Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một buổi sáng trời mây mù quý vị. Hôm nay người ta dự đoán là trời nó sẽ mưa to lắm đây. Nên là tôi ra vườn và tôi quay mấy cái hoa cho quý vị xem trước khi trời mưa. Tại sợ là lát nữa trời mưa đó thì hoa nó sẽ bị hư hết. Thưa quý vị, đây là cái cây hoa vàng mà hôm trước tôi đã giới thiệu cho quý vị đó. Hôm nay thì nó đã nở, gần như là nó nở hết rồi đó quý vị. Đó, quý vị thấy nó nở thành vạt đẹp không? Cái loại hoa này tôi mới kiếm được trên internet và tôi biết cái tên của nó rồi. Cái này nghe nói là cái giống này nó chỉ có ở Mỹ thôi quý vị ơi. Đó, quý vị xem. Thì cái loại hoa này như tôi đã thưa với quý vị là nó mọc bằng rễ nha. Nên là nếu quý vị mà muốn có một cái vườn hoa đầy hoa thì quý vị cứ để nó mọc thoải mái. Thì khoảng 2-3 năm thì nguyên một cái vườn của quý vị sẽ đầy cái hoa màu này. Sẽ rất là đẹp. Và đây thưa quý vị là một cái bụi hoa màu vàng khác của tôi. Hôm nay nó cũng đã nở gần như là hết rồi đó quý vị. Thì cái hoa này mà nếu mà mình biết chăm sóc thì nó sẽ ra hoa đợt 2. Thì để cái đợt này tàn thì tôi sẽ quay một cái clip để chia sẻ với quý vị cái cách mình làm như thế nào để nó ra hoa đợt 2 nha.